was thinking, yeah. Thích đi ăn gì thôi, chứ ở nhà có đồ ăn hết rồi mà tại thích đi ăn. Nhà có heo quay, rồi có KFC mà tại thích đi ăn steak thôi. Một tuần rồi em mới trở lại lắm. Nhưng mà hôm chơi, em không chơi. Phí tiền lắm. Đi ăn cảm sướng.